Xin kính chào tất cả quý vị. Vì hôm nay là Khang giới thiệu một căn nhà nằm ở ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Thì chiều ngang căn nhà này là 10m, chiều dài là 10m, thổ cư được 20m. Đó, nhà mới hoàn toàn 100%, vừa mới cắt xây. Thì ngày hôm nay Khang giới thiệu đến quý khán giả là vào trong tham khảo nha. Thì nhà này phòng khách của chúng ta tầm khoảng chiều ngang là 5m, chiều dài vô khoảng 4m. Nhà ta là gồm 2 phòng, lớp không trần thạch cao, là mới hoàn toàn 100%. Và đây là phòng đầu tiên chúng ta là 1 phòng. Phòng thứ 2 là 2 phòng. Nhà hoàn toàn 100%, xây cấp mới không sửa chữa nha quý vị. Nhà chúng ta thì nói chung là xây khu này là bếp, bếp, lebo, nước đầy đủ. Nước chúng ta đây là không bị phèn nữa. Đây, nước là trong sạch nha. Còn phía bên đây là toilet nhà tắm. Trong đây, toilet nhà tắm chúng ta. Điện nước đầy đủ, nhà chúng ta vào và ở thôi chứ không có mà sửa chữa gì hết nha. Tình chúng ta là nhà cắt mới hoàn toàn 100%. Bên hông chúng ta cũng có cửa sau cửa gió. Đường đi phía trước ta là 10m, đường từ nhà trước 10m nha. Nhà chúng ta rất là gọn gàng ngăn nắp. Nhà này là 4 người ở thoải mái nha, không chặt chội gì nha. Nhà chúng ta rất là 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp toilet, nhà tắm đầy đủ. Đó, và trước mặt thì nhà chúng ta đường 10m. Hôm nay giới thiệu với quý khán giả là nhà này tầm 480 triệu tất cả nhà và đất nha. Rất rẻ, tất cả toàn bộ chúng em đều làm cho những người mà tài chính em hẹn là chính thấp. Giới thiệu là nhà ngang 10m, dài 10m là tầm khoảng 480 triệu. Xin mà sở hữu được căn nhà ngang 10m dài